Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều lần đi tham quan mô hình nuôi đà điểu thương phẩm ở các trang trại của huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, anh Nguyễn Văn Đương và Đinh Trọng Vĩnh ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã liên kết cùng nhau xây dựng mô hình nuôi đà điểu. Sau 2 năm thực hiện, mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế và là hướng đi mới trong chăn nuôi tại địa phương. Năm 2021, sau khi đi tham quan, anh Đương và anh Vinh tại huyện Thanh sơn, tỉnh Phú Thọ đã mua 15 con đà điểu giống về nuôi thử. Lứa đầu tiên thành công, các anh tiếp tục đầu tư mở rộng chuồng trại, mua thêm con giống về nuôi. Hiện nay đàn đà điểu đã phát triển hơn 30 con. Cái lượng ăn của đà điểu nó sẽ ít hơn bò. Vì những một con đà điểu thì một ngày thì nó ăn một khoảng cân hai cám, tức là cả cám ngô, cám cám với lại cám ngô ấy đấy với lại khoảng ăn hết khoảng một cân tư đến một cân rưỡi rau xanh đấy thì bình quân là nuôi một con bò thì như chăm một con bò tôi bắt một người để chăm một con bò thì đồng nghĩa với tôi có thể một mình tôi có thể một chăm được khoảng 3 đến bốn con đà điểu đấy thì lợi nhuận của đà điểu thì trừ chi phí đi tất cả mọi thứ đi nó dao động khoảng 2 triệu tám đến 3 triệu trên một con đà điểu là loài chim dễ nuôi lớn nhanh ít dịch bệnh thức ăn chủ yếu là rau cỏ có sẵn tại địa phương. Sau thời gian nuôi 10 tháng, đà điểu đạt trọng lượng khoảng 100 kg, với giá bán trên thị trường hiện nay từ 85 đến 90 nghìn một kg, trừ chi phí, người nuôi thu lãi 2,5 triệu đồng một con. Mô hình này có liên kết với các doanh nghiệp cung cấp con giống, bao tiêu sản phẩm nên người nuôi không phải lo đầu ra. Vâng, để tiến tới cái quy mô lớn hơn thì chúng tôi cũng mong muốn chính quyền địa phương giúp đỡ chúng tôi để tiếp cận đến những cái nguồn vốn để chúng tôi uh, phát triển cái đàn đại đà điểu này với lâu dài hơn và bền vững hơn cụ thể là sang năm chúng tôi sẽ muốn mở rộng cái quy mô của mình lên gấp đôi gấp ba cái số lượng đàn bây giờ và nghĩa là nó rơi khoảng trăm rưỡi đến hai trăm con thì trong thời gian tới thì chính quyền địa phương cũng sẽ tạo điều kiện để cho hai thanh niên tiếp cận những nguồn nguồn vốn ưu đãi ngân hàng chính sách để các thanh niên có điều kiện tiếp cận nguồn vốn để vay vốn để phát triển nhân rộng đàn đà điểu. Mô hình nuôi đà điểu tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần thay đổi tư duy, mở hướng đi mới cho người chăn nuôi tại địa phương.